chiên sả ớt cho các bạn xem nha. Vịt siêu to luôn đó. Giờ mình bắt đầu mình bầm sả nha mấy bạn. Sả với ớt để mình ướp vịt đó. Giờ mình sẽ cho một chút muối và một chút bột ngọt vô để ướp nha mấy bạn. Giờ mình sẽ ướp con vịt chè cho nó thấm đều, mình để khoảng 15 phút rồi xong mình chiên nha mấy bạn. Trong lúc chờ đợi cho vịt nó thấm gia vị á, thì bây giờ mình sẽ lại nhúng lửa trước nha mấy bạn. Giờ chảo bắt đầu nóng rồi, mình chế dầu vô mấy bạn.
giờ mình sẽ chiên luôn bộ đồ lòng của nó nha mấy bạn. Cái này là gan với cái tim. Chờ đợi cho dịch nó chín á thì mình sẽ đi đâm muối ớt để tí mình chấm với dịch nha mấy bạn. Mình thích ăn muối ớt á cho nên mình sẽ làm muối ớt, còn mấy bạn thích chấm cái gì thì mình chấm nha. Bây giờ nước chấm mình đã làm xong rồi, mình lại coi dịch nha mấy bạn. Giờ dịch bắt đầu vàng đều rồi đó mấy bạn. Nên mình sẽ vớt bộ đồ lòng ra trước nha. Thơm mấy bạn ơi. Rồi bây giờ mình vớt ra nha các bạn, rất là thơm. Mời các bạn cùng dùng với mình nha. Rất là giòn các bạn. Ngon lắm mấy bạn. Chắc là giòn. Giờ mình sẽ ăn cái đùi nha các bạn. Wow. Thank you.
Ngon quá các bạn. Bây giờ mình uống một miếng nước ngọt nha mấy bạn. Nếu các bạn thích kênh thì của mình thì hãy nhớ like, share và đăng ký ủng hộ mình nha. Bye, chào tạm biệt các bạn. Thank you.
hôm nay mình sẽ làm nguyên con vịt chiên xảo cho các bạn xem nha. Vịt siêu to luôn đó. Giờ mình bắt đầu mình bầm xả nha mấy bạn. Xả với ớt để mình ướp vịt đó. Giờ mình sẽ cho một chút muối và một chút bột ngọt vô để ướp nha mấy bạn. Giờ mình sẽ ướp con vịt chè cho nó thấm đều, mình để khoảng 15 phút rồi xong mình chiên nha mấy bạn. Trong lúc chờ đợi cho vịt nó thấm gia vị á, thì bây giờ mình sẽ lại nhúng lửa trước nha mấy bạn. Giờ chảo bắt đầu nóng rồi, mình chế dầu vô mấy bạn.
giờ mình sẽ chiên luôn bộ đồ lòng của nó nha mấy bạn. Cái này là gan với cái tim. Chờ đợi cho dịch nó chín á thì mình sẽ đi đâm muối ớt để tí mình chấm với dịch nha mấy bạn. Mình thích ăn muối ớt á cho nên mình sẽ làm muối ớt, còn mấy bạn thích chấm cái gì thì mình chấm nha. Bây giờ nước chấm mình đã làm xong rồi, mình lại coi dịch nha mấy bạn. Giờ dịch bắt đầu vàng đều rồi đó mấy bạn. Nên mình sẽ vớt bộ đồ lòng ra trước nha. Thơm quá mấy bạn ơi. Bây giờ mình vớt ra nha các bạn. Rất là thơm. Mời các bạn cùng dùng với mình nha. Rất là giòn các bạn. Ngon lắm mấy bạn. Chắc là giòn. Giờ mình sẽ ăn cái đùi nha các bạn. Wow.
ngon quá các bạn. Bây giờ mình uống một miếng nước ngọt nha mấy bạn. Nếu các bạn thích kênh thì của mình thì hãy nhớ like, share và đăng ký ủng hộ mình nha. Bye, chào tạm biệt các bạn. Thank you.
Thank you.
chiên sẻ cho các bạn xem nha. Vịt siêu to luôn đó. Giờ mình bắt đầu mình bầm xả nha mấy bạn. Xả với ớt để mình ướp vịt đó. Giờ mình sẽ cho một chút muối và một chút bột ngọt vô để ướp nha mấy bạn. Giờ mình sẽ ướp con vịt chè cho nó thấm đều, mình để khoảng 15 phút rồi xong mình chiên nha mấy bạn. Trong lúc chờ đợi cho vịt nó thấm gia vị á, thì bây giờ mình sẽ lại nhúng lửa trước nha mấy bạn. Giờ chảo bắt đầu nóng rồi, mình chế dầu vô mấy bạn.
giờ mình sẽ chiên luôn bộ đồ lòng của nó nha mấy bạn. Cái này là gan với cái tim. Chờ đợi cho dịch nó chín á thì mình sẽ đi đâm muối ớt để tí mình chấm với dịch nha mấy bạn. Mình thích ăn muối ớt á cho nên mình sẽ làm muối ớt, còn mấy bạn thích chấm cái gì thì mình chấm nha. Bây giờ nước chấm mình đã làm xong rồi, mình lại coi dịch nha mấy bạn. Giờ dịch bắt đầu vàng đều rồi đó mấy bạn. Nên mình sẽ vớt bộ đồ lòng ra trước nha. Thơm quá mấy bạn ơi. Rồi bây giờ mình vớt ra nha các bạn. Rất là thơm. Mời các bạn cùng dùng với mình nha. Rất là giòn các bạn. Ngon lắm mấy bạn. Chắc là giòn. Giờ mình sẽ ăn cái đùi nha các bạn. Wow.
ngon quá các bạn. Bây giờ mình uống một miếng nước ngọt nha mấy bạn. Nếu các bạn thích kênh của mình thì hãy nhớ like, share và đăng ký ủng hộ mình nha. Bye, chào tạm biệt các bạn.
bạn. Hôm nay mình sẽ làm nguyên con vịt chiên xào cho các bạn xem nha. Vịt siêu to luôn đó. Giờ mình bắt đầu mình bầm xả nha mấy bạn. Xả với ớt để mình ướp vịt đó. Giờ mình sẽ cho một chút muối và một chút bột ngọt vô để ướp nha mấy bạn. Giờ mình sẽ ướp con vịt chè cho nó thấm đều, mình để khoảng 15 phút rồi xong mình chiên nha mấy bạn. Trong lúc chờ đợi cho vịt nó thấm gia vị á, thì bây giờ mình sẽ lại nhúng lửa trước nha mấy bạn. Giờ chảo bắt đầu nóng rồi, mình chế dầu vô mấy bạn.
Bây giờ mình sẽ chiên luôn bộ đồ lòng của nó nha mấy bạn. Cái này là gan với cái tim. Chờ đợi cho dịch nó chín á thì mình sẽ đi đâm muối ớt để tí mình chấm với dịch nha mấy bạn. Mình thích ăn muối ớt á cho nên mình sẽ làm muối ớt, còn mấy bạn thích chấm cái gì thì mình chấm nha. Bây giờ nước chấm mình đã làm xong rồi, mình lại coi dịch nha mấy bạn. Giờ dịch bắt đầu vàng đều rồi đó mấy bạn. Thế mình sẽ vớt bộ đồ lòng ra trước nha. Thơm quá mấy bạn ơi. Rồi bây giờ mình vớt ra nha các bạn. Rất là thơm. Mời các bạn cùng dùng với mình nha. Rất là giòn các bạn. Ngon lắm mấy bạn. Rất là giòn. Giờ mình sẽ ăn cái đùi nha các bạn. Wow.
ngon quá các bạn. Bây giờ mình uống một miếng nước ngọt nha mấy bạn. Nếu các bạn thích kênh thì của mình thì hãy nhớ like, share và đăng ký ủng hộ mình nha. Bye, chào tạm biệt các bạn.
bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hồi sáng mình và mẹ mình có câu được một ít gắn mối á, thì với số gắn mối này thì mình sẽ nướng gắn mối trên miếng ngói nha, cho các bạn cùng thưởng thức. Nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong hết rồi, giờ mình sẽ ướp gắn mối luôn. Sa tế nha. Cái này muối và bột ngọt mình đã chuẩn bị sẵn á, thì mình sẽ cho mỗi thứ phần nữa. Mình sẽ cho một ít dầu ăn vô. Giờ mình sẽ đi nhúm lửa để mình nướng nha. Của các bạn ơi, món này hao bia lắm nha. Ôi, giờ gắn mối nó cũng chín rồi, lửa nó cũng đã tàn rồi, giờ mình chuẩn bị dọn ra mình ăn nha. Thơm quá. Mời các bạn cùng dùng chung với mình nha. Thịt gắn mối rất là ngọt đó các bạn. Xương của nó rất là giòn á. Nè các bạn coi trứng muối nè. Ngon hết sảy. Mà ngon là không thể thiếu bia. Thank you.
cái đuôi nó giòn lắm, nó dễ bị gãy á. Món này là hao bia lắm nha. Cái này mình ướp vừa ăn luôn, mình có thể không trắng cũng được. Xương của nó giòn, nhai luôn xương luôn. Cho mình xin ngưng clip tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thích kênh của mình thì hãy nhớ like, share và đăng ký ủng hộ mình nha. Bye, chào tạm biệt các bạn.
bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hồi sáng mình và mẹ mình có câu được một ít gắn mối á, thì với số gắn mối này thì mình sẽ nướng gắn mối trên miếng ngói nha, cho các bạn cùng thưởng thức. Nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong hết rồi, giờ mình sẽ ướp gắn mối luôn. Sa tế nha. Cái này muối và bột ngọt mình đã chuẩn bị sẵn á, thì mình sẽ cho mỗi thứ phần nữa. Mình sẽ cho một ít dầu ăn vô. Giờ mình sẽ đi nhúm lửa để mình nướng nha. Mới các bạn ơi, món này hao bia lắm nha. Giờ gắn mối nó cũng chín rồi, lửa nó cũng đã tàn rồi, giờ mình chuẩn bị dọn ra mình ăn nha. Thơm quá. Mời các bạn cùng dùng chung với mình nha. Thịt gắn mối rất là ngọt đó các bạn. Xương của nó rất là giòn á. Nè các bạn coi trứng muối nè. Ngon hết sảy. Mà ngon là không thể thiếu bia.
nó giòn lắm, nó dễ bị gãy á. Món này là hao bia lắm nha. Cái này mình ướp vừa ăn luôn, mình có thể không trắng cũng được. Xương của nó giòn, nhai luôn xương luôn. Cho mình xin ngưng clip tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thích kênh của mình thì hãy nhớ like, share và đăng ký ủng hộ mình nha. Bye, chào tạm biệt các bạn. Nguyên con vịt chiên sả ớt cho các bạn xem nha. Vịt siêu to luôn đó. Giờ mình bắt đầu mình bầm sả nha mấy bạn. Sả với ớt để mình ướp vịt đó. Giờ mình sẽ cho một chút muối và một chút bột ngọt vô để ướp nha mấy bạn. Giờ mình sẽ ướp con vịt chè cho nó thấm đều. Mình để khoảng 15 phút rồi xong mình chiên nha mấy bạn.
trong lúc chờ đợi cho dịch nó thấm gia vị á, thì bây giờ mình sẽ lại nhúng lửa trước nha mấy bạn. Giờ chảo bắt đầu nóng rồi, mình chế dầu vô mấy bạn. Bây giờ mình sẽ chiên luôn bộ đồ lòng của nó nha mấy bạn. Cái này là gan với cái tim. Chờ đợi cho dịch nó chín á thì mình sẽ đi đâm muối ớt để tí mình chấm với dịch nha mấy bạn. Mình thích ăn muối ớt á cho nên mình sẽ làm muối ớt, còn mấy bạn thích chấm cái gì thì mình chấm nha. Bây giờ nước chấm mình đã làm xong rồi, mình lại coi dịch nha mấy bạn. Giờ dịch bắt đầu vàng đều rồi đó mấy bạn. Nên mình sẽ vớt.
vớt bộ đồ lòng ra trước nha. Thơm mới mấy bạn ơi. Dịch đã chín đều hết rồi, bây giờ mình vớt ra nha các bạn. Rất là thơm. Mời các bạn cùng dùng với mình nha. Nó rất là giòn các bạn. Ngon lắm mấy bạn. Chắc là giòn. Giờ mình sẽ ăn cái đùi nha các bạn. Wow. Ngon quá các bạn. Bây giờ mình uống một miếng nước ngọt nha mấy bạn. Nếu các bạn thích kênh thì của mình thì hãy nhớ like, share và đăng ký ủng hộ mình nha. Bye, chào tạm biệt các bạn.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.